Đây là clip số 16 anh em nhé. Clip số 16 đăng ngày mùng 5 Tết âm lịch. Đây là con chim giọng thổ, bổ 4 hậu 1. Rất là thuần. Đó. Khai xuân đầu năm mới, anh em nào nhanh tay nhanh mắt liên hệ nhanh cho Thao chim cu gáy. Đó, các bạn nghe thấy một con giọng đồng chưa? Con mơ, con chim hồng đấy, đó thổ xịn luôn. Con chim hồng clip số 17, mã số 17, con giọng đồng nhỉ, con giọng đồng. Đó, con giọng đồng, con lồng thứ từ ngoài vào trong là lồng thứ hai. Con này bổ 6 này. Con chim hồng bổ 6 này. Các bạn. Đó. Đó. Cốc cốc cổ cốc cốc cốc. Năm, lúc 5 lúc 6 nhé, có lúc ra 6. Đây. Cho bạn xem con chim hồng này. Đấy, em này thổ lỗ ấy. Đấy. Đấy. Đây là con này, là con chim mơ này, clip số 17 này. Con chim mơ cổ nhưng mà lại hồng người. Anh em thấy là rất độc và lạ của Thao chim cu gáy. Đó, thấy chưa? Rất độc và lạ luôn. Con này lúc bổ 5, lúc bổ 6. Giọng cũng giọng thổ. Đó, con này vừa gáy 5 tiếng. Quay gần để cho anh em nhìn thấy hình hài tương tá của nó một tí. Đó, mắt đỏ au luôn, nó là chim gáy đấy chứ không phải chim linh tinh đâu. Đó. Đấy, tướng tá nó như thế. Ở phần phần hàm của nó là đốm trắng, còn toàn thân là màu hồng, hồng nhạt, cũng cườm như là cu gáy, mà gáy bổ 5 bổ 6, chân đỏ au. Đấy. Còn con giọng đồng là con giọng đồng giờ không gáy nữa. Thank you.
Con giọng đồng này mình gọi là clip số 18. Đây, hình hài con giọng đồng đây. Còn nếu mà anh em nào mua cái chim chim ràng ràng mới biết ăn lúa thì đây, xin nhớ với các bạn là mình đã đánh dấu hết rồi nhá, đánh dấu đôi nào vào đôi đấy hết rồi đấy. Còn mỗi một con cườm cườm là ở thứ ba này là con lẻ, mình để thảo đây để cho nó dạy các đàn em biết ăn đấy. Con đồng vừa gáy xong đấy. Đấy, đánh dấu hết rồi nhá. Chim này quá đẹp luôn. Đấy, một đội quân ngồi thẳng tắp luôn. Đấy, anh em thấy không? Quá là chơi chim luôn. Mình tự giới thiệu mình là Thao, với biệt danh anh em thường gọi là Thao chim cu gáy. Và cái lượng chim giống tốt, chim sinh sản là mình bắt cấp ra thị trường rất là nhiều. Bảo hành trống mái, bảo hành mã ngỗng phấn hồng lộc thuộc. Này cho ăn này. Tối tiện cho nó ăn. Số điện thoại của mình là 0163 530982. Và số tài khoản của mình rất là thích các bạn nào tin tưởng mình và đã biết đến mình. Số tài khoản là 2210205156681. Anh em chuyển tiền thì mình chuyển chim. Và nếu như khách quen thì mình cũng sẽ chuyển chim trước. Đó. Đây là các bạn nhìn đây này. Đấy. Các em này là em bón đấy nhá, hàng bón đấy, để đây cho nó ấm, tối ủ ở đây cho nó khỏi chuột, nó khỏi lạnh, tự nó sưởi ấm cho nhau. Cái kênh chim cu gáy hay của mình được công khai ở trên YouTube và trên Facebook, mong các bác là tìm hiểu thật kỹ và tin tưởng mình cũng sẽ chơi với các bạn đến cùng, chơi dài dài với các bạn về chủ đề về con chim cu gáy. Đây là khách hàng ngày mai 0975 727 202, bến xe Thái Bình, một đôi chim non bón. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh chim cu gáy hay của Thao. Địa chỉ của mình thuộc cổng trại Đa Điểu, xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Thân ái chào tạm biệt.